Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Quang Ngọc sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Huyền Châu đã giảng đến phần cuối của phẩm Hiện Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa. Theo Kinh Văn, Đức Phật Thích Ca bảo đại chúng rằng Đức Đa Bảo Như Lai, dù diệt độ đã vô lượng kiếp, nay hiện bảo tháp để nghe kinh Pháp Hoa là pháp khó gặp được. Theo bản nguyện sâu rộng của Phật Đa Bảo, Đức Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực gom hết vô lượng phân thân Phật của Ngài trong các quốc độ mười phương trở về thế giới ta bà này hợp thành một. Cũng vì muốn nghe pháp diện kiến Đức Phật Đa Bảo nên cùng chúng đệ tử từ bỏ các cõi đẹp, làm việc cúng dường để hộ trì chánh pháp Như Lai trụ thế lâu dài. Cũng như Bồ Đề Phật Quốc đang nỗ lực kiến lập một ngôi trường đại học Phật giáo, đó là chúng ta góp phần giữ gìn giáo pháp Như Lai bằng con đường giáo dục. Thầy giảng rằng Đức Phật Thích Ca đã dụng sức thần thông dời vô lượng những thứ bất tịnh sang nơi khác để quốc độ ta bà được thanh tịnh, hầu đón nhận sự tuyệt diệu của chư Phật, Bồ Tát mười phương. Cũng vậy, chúng ta muốn đón nhận giáo pháp thanh tịnh của Như Lai thì phải trừ bỏ những cấu uế trong tâm của mình. Hình ảnh Phật hiện thân ngồi dưới cây báo đẹp, trang nghiêm và tinh khiết như đóa sen trong ao thất bảo sáng suốt là biểu lộ nơi nào có giá trị giác ngộ của Phật xuất hiện thì nơi ấy có ánh sáng soi đường. Ý nghĩa của câu kinh "Thân Phật thoảng hương thơm bay khắp các cõi mười phương" là ẩn dụ cho chơn diệu lạc bồ đề hạnh phúc thanh cao. Một người có đầy đủ giới đức, nghị lực kiên cố, trí tuệ trong sáng, đó là người có đầy đủ giới định tuệ. Thế Tôn bảo đại chúng, sau khi Phật diệt độ, có ai giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đã cúng dường, là đã thấy Phật Thích Ca cùng Đa Bảo Như Lai và các vị hóa Phật, có nghĩa là thấy được pháp thân của Phật. Cho nên, ai hộ trì chánh pháp, tức là hộ trì Thế Tôn, nên phát nguyện lớn, giúp cho giáo pháp Như Lai trụ thế lâu dài. Thầy giảng, người tu tập muốn thành tựu giáo pháp giác ngộ thì phải phát nguyện lớn, thì sẽ giúp bảo hộ ý nghĩ đó trường tồn dài lâu. Bởi thế, Thượng tọa mong đại chúng thực hiện bốn đại tông chỉ tại Bồ Đề Phật Quốc là thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp, như lý tác ý và pháp tùy pháp hành để giữ cho đạo tràng được trang nghiêm, tinh tấn trong tinh thần học pháp. Đó cũng là thể hiện sự trưởng dưỡng giáo pháp của Phật. Thế Tôn khẳng định rằng giữ gìn những giá trị của Kinh Pháp Hoa là một điều rất khó làm, phải phát nguyện rộng lớn như núi Tu Di. Để nhấn mạnh, Đức Phật cho ví dụ như sau: dầu có người nói hết kinh điển của Phật số nhiều như hằng sa, hoặc có thần thông quảng đại đem núi diệu cao ném ở phương khác, cách vô số cõi Phật, hoặc có người dùng bàn tay nắm hư không để dạo đi khắp cõi nước, hoặc người có năng lực đi vào trong quốc độ có bảy mặt trời và mang những cỏ khô vào lửa mà không bị cháy, hoặc có người trì 84.000 pháp môn, giảng nói kinh điển khiến các người nghe pháp đều chứng đắc lục thông, trở thành những vị A-la-hán. Làm được các việc như thế cũng chưa phải là khó. Đức Phật dạy rằng, điều khó nhất là sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời mạt pháp có thể thọ trì, giảng nói kinh Pháp Hoa, để những ai khi nghe kinh này theo đó mà tu tập, hỏi nghĩa thú trong kinh, tự mình chứng đắc thì đây mới thật là thiên nan vạn nan. Vì muốn hộ trì Phật Đạo mà Thế Tôn hằng rộng nói vô số kinh, mà trong đó các kinh Phật bảo
kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Nếu người nào hay trì được kinh này là trì Pháp thân Phật, sẽ được chư Phật hoan hỷ khen ngợi, là người đại dũng mãnh, tinh tấn. Phật gọi đó là người trì giới, tu hạnh đầu đà. Bởi vì người tu hành theo hạnh của Phật là đi ngược dòng đời. Chúng ta muốn trở thành người Phật tử chân thật thì phải thọ trì giáo nghĩa, giải thoát. Có thể hiểu nghĩa lý thì là mắt sáng suốt của trời, người trong đời và được cung kính. Thượng tọa giảng rằng phẩm Đề Bà Đạt Đa được nêu lên sau phẩm Hiện Bảo Tháp là hoàn toàn hợp lý. Quá trình tu tập là quá trình nhận diện chân lý và mong muốn thành tựu giác ngộ. Khi chúng ta đã nhận thức chân lý bất sinh bất diệt thì phát tâm tu tập. Chúng ta muốn trở về với chân lý tối thượng, Phật tánh thường hằng trong tự tâm, nên con đường trở về là con đường ngược dòng sanh tử, là con đường phải đối diện vô lượng chông gai chướng ngại. Bản thân Thầy là một minh chứng. Thầy kể lại từ khi xuất gia cho đến nay, Thầy đã trải nghiệm nhiều nghịch cảnh, khổ cực. Nhờ những người như Đề Bà Đạt Đa làm trong tâm của Thầy càng kiên cố, tinh tấn, và nhờ vậy mà đã vượt qua mọi chông gai. Nếu không đứng vững thì đã thối thất Bồ Đề Tâm. Đức Phật nói về tiền thân của Ngài trong vô lượng kiếp quá khứ, cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi và thường làm vị quốc vương, phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thoái chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng bố thí, ngay cả bố thí voi, ngựa, bảy báo, vợ, con cho đến thân mạng, vân vân, mà lòng không lẫn tiếc. Dầu làm vị quốc vương mà chẳng ham vui ngũ dục, đánh trống, ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Thầy giảng rằng, chúng ta phát nguyện bố thí để trừ bỏ các vi tế ngã chấp. Vợ của mình là đối tượng ái nhiễm, con của mình là đối tượng chấp thủ ái nhiễm, nhưng giờ đây không hưởng ái dục, đó là bố thí. Chúng ta nên mến pháp, vì pháp mà tu học, hiểu pháp để tự giúp bản thân và làm lợi cho người. Sau khi nghe một vị tiên nhân nói có pháp đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, vua vui mừng hớn hở liền đi theo vị tiên nhân mà phụng thờ hầu hạ đầy đủ tất cả trải qua 1000 năm. Cũng vì trọng pháp nên siêng năng, Phật bảo các tỳ kheo rằng vua thuở ấy chính là tiền thân Phật, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn tán thán Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Ngài, do nhờ ông Đề Bà Đạt Đa làm cho Ngài đầy đủ tất cả công đức như sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 18 món bất cộng, vân vân, thành bậc chánh đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh. Thầy khuyên các Phật tử hãy xem tất cả những nghịch cảnh là bạn đạo tác thành đạo nghiệp của chúng ta. Phật dạy rằng ông Đề Bà Đạt Đa về sau sẽ thành Phật, có hiệu là Thiên Vương Như Lai, cùng 10 tôn hiệu của bậc giác ngộ. Phật Thiên Vương trụ ở đời 20 trung kiếp, nói pháp nhiệm màu, hóa độ vô số chúng sanh. Sau khi Phật đó nhập diệt, chánh pháp trụ lại 20 trung kiếp. Các hàng trời, người đều đem hương hoa đẹp cúng dường tháp bằng bảy báo. Vô lượng chúng sanh chứng quả A-la-hán, duyên giác, bất khả tư nghì chúng sanh, phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thoái chuyển. Lời Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa ở trong Pháp Hoa là một minh thị cho chúng ta thấy, cho dù nghiệp chất như núi cũng phải bào mòn, vì vạn vật đều thay đổi. Ông Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ ra khỏi địa ngục, tu thiện và cuối cùng thành đạo vô thượng Bồ Đề. Theo kinh văn, Đức Phật bảo, trong đời vị lai, nếu có ai nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa vào ba đường ác. Chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh thiên thì hưởng sự vui sướng, nếu sanh ở trước Phật thì từ hoa sen hóa sanh. Hiện tượng hoa sen hóa sanh đó là lòng của người đó trong sạch như hoa sen. Do vậy, Thầy khuyên Phật tử hãy gột rửa thân tâm của mình cho sạch sẽ, để mảnh đất tâm sẵn sàng trỗi lên một đóa sen thơm ngát.
Phật tánh trong chúng hữu tình luôn sáng ngời. Trong Như Lai toàn giác, Phật tánh kia cũng không có tăng hơn. Kính thưa quý vị, Bồ Đề Phật Quốc có chương trình học Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15 và vào các Chủ nhật. Kính mời quý đồng hương và quý Phật tử sắp xếp thời gian cùng về tham dự một ngày tu học tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc vào Chủ nhật tuần này. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều phước báo và thắng duyên trên con đường tu tập đạo giải thoát. Kính mong quý vị phát tâm chung tay vào các Phật sự cao quý ở Bồ Đề Phật Quốc, vì đây là việc làm có thiện lợi rất lớn cho sự tu học của chúng ta và cũng là nhân duyên thiện lành cho ta gieo trồng phước báo. Mọi sự đóng góp, cúng dường để duy trì các chương trình hoằng pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.